Cô rất vui mừng được chào đón các con đến với khóa học tiếng Việt lớp 1 của trang web OLM, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Các con thân mến, để bắt đầu cho video bài giảng này, cô mời các con theo dõi hình ảnh sau. Con nhận thấy đây là gì? Chính xác, chúng ta có thể thấy hình ảnh của một đĩa trứng cút. Từ hình ảnh này, cô có câu văn: vỏ quả trứng cút bị sứt một chút. Cô đọc lại câu văn này một lần nữa: vỏ quả trứng cút bị sứt một chút. Các con theo dõi, trong câu văn này, cô in đậm màu đỏ vào vần út trong tiếng cút, vần út trong tiếng chút và vần ứt trong tiếng sứt. Vần út, vần ứt đã được in đậm màu đỏ này chính là nội dung bài học mới của chúng ta. Cô mời các con vào tiết học. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hai vần, đó là vần út và vần ứt. Mở đầu, cô sẽ giới thiệu với các con cấu tạo của hai vần này. Con thấy âm u đứng trước kết hợp với âm tờ đứng sau. Cô nhắc lại một lần nữa bằng các thể chữ. Con thấy có âm u đứng trước kết hợp với âm tờ đứng sau, chúng mình được vần út. Thay âm u bằng âm ư. Nếu như con thấy âm ư đứng trước, âm tờ đứng sau, hai âm này kết hợp với nhau, chúng mình được vần ứt. Các con theo dõi lại một lần nữa hai vần này. Trên màn hình, chúng mình có vần út và vần ứt. Con nhận xét điểm giống nhau và điểm khác biệt của hai vần này là gì? Đúng rồi, chúng ta có thể thấy dựa vào cấu tạo, chúng mình nhìn được vần út và vần ứt đều có âm tờ đứng sau. Sự khác biệt đó là ở vần út đứng trước âm tờ là âm u, còn ở vần ứt đứng trước âm tờ lại là âm ư. Các con nhớ những nhận biết và phân biệt này để có thể xác định rõ từng vần. Để củng cố kiến thức của phần này, cô mời các con hãy cùng trả lời câu hỏi tương tác sau của OLM nhé. Như vậy, thông qua câu hỏi vừa rồi, các con đã nhận biết được hai vần út, ứt. Hai vần đó được đọc thế nào? Cô mời chúng mình cùng đọc. U, tờ, út, út. Ư, tờ, ứt, ứt. Út. Đó là cách đọc riêng của từng vần. Khi các vần này kết hợp để tạo thành các tiếng, các con theo dõi, cô có vần út kết hợp với âm đầu là âm bờ, thêm thanh sắc vào trên vần út, và chúng ta nhớ đặt thanh sắc đó ở trên âm u. Chúng mình được tiếng như trên màn hình, và thay dấu phù hợp để được tiếng có nghĩa, chúng mình cũng được tiếng thứ hai. Cô mời các con cùng đọc hai tiếng này: bờ, út, bút, sắc, bút, bút. Bờ, út, bút, nặng, bụt, bụt. Tương tự như vậy, vẫn là vần út, với âm đầu là âm hờ, thêm thanh sắc trên âm u, và đổi dấu để được tiếng có nghĩa. Cô mời các con cùng đọc: hờ, út, hút, sắc, hút. Hờ, út, hút, nặng, hụt. Hút, hụt. Như vậy, chúng mình đã đọc được 4 tiếng. Các con cùng đọc với cô nhé: bút, bụt, hút, hụt. Với các tiếng này, cô có hình ảnh như sau. Con hãy điền tiếng còn thiếu vào trong ô trống để xác định đây là ai.
cảm ơn các con đã rất hợp tác. Tiếp theo, chúng mình có các tiếng có vần út, đó là cô có vần út kết hợp với âm đầu là âm sờ, thêm thanh sắc trên âm u. Chúng mình được tiếng sờ, út, sút, sắc, sút, sút. Thay dấu để được tiếng có nghĩa, chúng mình cũng được tiếng sờ, út, sút, nặng, sụt, sụt. Tương tự như vậy, vẫn giữ vần út với âm đầu là âm chờ, thêm thanh sắc trên âm u và đổi dấu để được tiếng có nghĩa. Cô mời chúng mình cùng đọc đánh vần, sau đó đọc trơn hai tiếng này. Chờ, út, chút, sắc, chút. Chờ, út, chút, nặng, chụt. Và cô vẫn có vần út kết hợp với âm đầu là âm cờ, thêm thanh sắc, hoặc đổi dấu phù hợp. Có vần út, âm đầu là âm từ, thêm thanh sắc trên âm u, hoặc đổi thành dấu nặng để có tiếng có nghĩa. Cô mời các con cùng đọc các tiếng này nhé. Cờ, út, cút, sắc, cút. Cờ, út, cút, nặng, cụt. Cút, cụt. Tờ, út, tút, sắc, tút. Tờ, út, tút, nặng, tụt. Tút, tụt. Một số tiếng này sẽ xuất hiện trong câu hỏi sau. Con hãy ghép tiếng với cách đọc cho đúng nhé. Như vậy, chúng mình đã được đọc các tiếng có chứa vần út. Các con lưu ý, trong các tiếng có chứa vần út này, thường có sự xuất hiện của thanh sắc hoặc thanh nặng để tạo thành tiếng có nghĩa. Còn với vần ứt, kết hợp với âm đầu là âm r, cô thêm thanh sắc cũng đặt trên âm ư. Hoặc vần ứt kết hợp với âm đầu là âm r và cũng thêm thanh sắc. Chúng mình sẽ cùng đọc với cô hai tiếng này. R, ứt, rứt, sắc, rứt. R, ứt, rứt, sắc, rứt. Chúng mình lưu ý nhé. Vì là R hoặc R, cho nên các con đánh vần cho thật chính xác. Chúng mình có tiếng rứt và rứt. Vẫn giữ nguyên vần ứt, cô lấy âm đầu là âm đờ, thêm thanh sắc trên âm ư. Cô mời các con cùng đọc đánh vần. Đờ, ứt, đứt, sắc, đứt, đứt. Tương tự, chúng mình lại có các tiếng như sau. Vần ứt kết hợp với âm đầu là âm nờ, thêm thanh sắc trên âm ư. Vần ứt với âm đầu là âm sờ, thêm thanh sắc trên âm ư. Cũng lại là vần ứt với âm đầu là âm mờ, thêm thanh sắc trên âm ư. Vần ứt, âm đầu là âm bờ, lại thêm thanh sắc trên âm ư. Cũng là vần ứt với âm đầu là âm vờ, cũng lại thêm thanh sắc trên âm ư. Cô trò chúng mình sẽ cùng đánh vần, sau đó đọc trơn các tiếng này. N, ứt, nứt, sắc, nứt, nứt. Sờ, ứt, sức, sắc, sức, sức. Mờ, ứt, mứt, sắc, mứt, mứt. Bờ, ứt, bứt, sắc, bứt, bứt. Vờ, ứt, vứt, sắc, vứt, vứt. Vậy là chúng ta đã được đọc các tiếng có chứa vần ứt. Để củng cố kiến thức của phần đọc này một lần nữa, các con hãy cùng tương tác với OLM trong câu hỏi sau đây. Các con thân mến, vậy là chúng mình đã được tìm hiểu, nhận biết, phân biệt hai vần ứt, ứt
các con cũng được đọc các tiếng có chứa hai vần này. Video của chúng mình dừng lại ở đây. Bài học tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về hai vần này ở một video khác. Cô cảm ơn các con đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại chúng mình ở bài giảng tiếp theo.